Ok, các bạn trong lớp mình chú ý cái video này chút xíu ha. Sau cái video này bạn sẽ học được cái cách là di chuyển qua dây khác một cách dễ dàng hơn trên kỹ thuật legato. Ok, bây giờ mình sẽ soạn đại một cái câu nào đó đi. Mình lấy ba nốt là si đố ha. Rồi nếu giả sử như mình kết thúc cái câu đó ở vị trí là ngón trỏ thì mình có thể đi lên được, đi xuống được. Đi xuống. Rồi, nếu mình kết thúc câu đó ở vị trí nút ngón ngón út. Đi lên được, đi xuống được. Đi đâu cũng được. Ok, rồi. Nhưng mà nếu di chuyển qua dây khác, mình không thể lấy đúng cái ngón vừa mới kết thúc để đi qua dây khác được. Tại vì khi đó nó sẽ bị ngắt quãng, nó sẽ bị mất kết nối, cái tính liền mạch của nó sẽ bị mất đi. Ok, thì mình sẽ lấy ngón khác thôi. Mưa. Ok, lấy ngón khác bằng cách là ok, thí dụ ngón út này ha. Nếu giả sử như mình lấy ngón kết thúc ngón út, mình muốn di chuyển ngón trỏ thì cái việc này nó khó hơn chút, tại vì cái ngón trỏ đập vô trong cái lúc đó nó sẽ bị yếu yếu hơn. Thì mình có thể lấy cái nốt mồi bằng cái pick. Mình có thể đi lên đi xuống gì được hết trơn à, giống nhau. Ok, thử ha, thử nha.